đại dịch Covid-19 đã và vẫn đang tác động đến mọi phương diện, nhất là đời sống những lao động thu nhập thấp. Qua một thời gian dài với đại dịch, cuộc sống cũng rất là khó khăn. Tôi không may bị F0, thì công ty có hỗ trợ. Những chính sách của các cấp chính quyền đến với người lao động thì công đoàn luôn quan tâm và phổ biến lại cho người lao động. Tôi cũng đã giảm tất cả những cái cơ sở kinh doanh mặt bằng cho thuê lẫn là phòng trọ. Hỗ trợ này là tôi cũng rất mừng lắm. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 tác động toàn diện và sâu rộng trên mọi phương diện. Và hiện nay khi đại dịch được kiểm soát thì vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động vẫn cần một khoảng thời gian rất dài và sự nỗ lực rất lớn mới có thể khôi phục được. Và địa bàn Phú Mỹ là nơi tập trung đông nhất người lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu. Điều này càng minh chứng rõ nét. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã Phú Mỹ, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, toàn thị xã có gần 130.000 lao động bị giảm thu nhập, mất việc làm. Trong khi phần lớn người lao động trên địa bàn là lao động ngoại tỉnh, phải thuê nhà trọ nên cuộc sống rơi vào bế tắc. Một số lao động đành chọn cách trở về quê, nhưng nhiều lao động vẫn bám trụ tại địa phương để tìm cơ hội phục hồi cuộc sống. Rồi cũng gán ở đây, đang đi, qua dịch đang đi làm, chứ giờ về quê không có ruộng, không có đất, không có việc làm. Dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, quá trình doanh nghiệp nỗ lực phục hồi, doanh nghiệp gặp khó, người lao động cũng không thể sớm ổn định cuộc sống. Khó khăn do dịch bệnh chưa nguôi ngoai lại chồng thêm khó khăn vì vật giá leo thang. Trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 thì hàng loạt các chính sách được chính phủ ban hành phù hợp với từng thời điểm nhằm hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Và bao trùm lên tất cả đó là nghị quyết về phục hồi kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Vậy chính sách này đã và đang được triển khai tại Phú Mỹ ra sao? Ngay khi chính phủ ban hành nghị quyết 68, nghị quyết 116, thị xã Phú Mỹ đã nhanh chóng triển khai rà soát, hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng. Đến nay, toàn thị xã đã có 128.300 người lao động được hỗ trợ theo nghị quyết 68 và nghị quyết 116 của chính phủ, với tổng số tiền 340,5 tỷ đồng. Người lao động bị nhiễm Covid-19 hoặc thuộc các trường hợp F1 phải nghỉ việc cũng được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Hơn 3.570 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Thời gian vừa rồi tôi không may bị F0, thì công ty có hỗ trợ công đoàn thì được 1 triệu, rồi bảo hiểm xã hội thì nghỉ được 7 ngày thì được 75%, và công ty đã hỗ trợ 25% là thành 100%, thì tôi rất mãn nguyện. Căn cứ nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Chính phủ ban hành quyết định 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một tháng và hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ đối với hai đối tượng. Người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm hoặc người lao động quay trở lại thị trường lao động. Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ đang phối hợp với các doanh nghiệp rà soát, hướng dẫn các trường hợp thụ hưởng làm hồ sơ nhận hỗ trợ. Đây là một tin đáng mừng đối với người lao động chúng tôi, được nhà nước hỗ trợ cái gói này. Mong là cái chính sách này mau đến với người lao động để chúng tôi được phần an tâm lao động và làm việc. Những chính sách của các cấp chính quyền đến với người lao động thì công đoàn luôn quan tâm và phổ biến lại cho người lao động để nhằm được hưởng những chính sách mà chính phủ đưa ra. Chính phủ còn có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi tạo việc làm, mua thuê nhà ở xã hội với tổng nguồn vốn cho vay tối đa 25.000 tỷ đồng. Và chính sách này đang trong quá trình hoàn thiện để triển khai.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng vừa thông qua Nghị quyết 17 tăng giờ làm thêm cho người lao động trong một tháng lên trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ và một năm không vượt quá 300 giờ. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Tăng giờ lao động như vậy thì cũng công nhân và người lao động cũng kiếm được một số thu nhập để trang trải cuộc sống. Công ty có thể sắp xếp công việc cho người lao động để tăng thêm thu nhập và công ty cũng có đủ lực lượng lao động để làm và đảm bảo cái tiến độ sản xuất. Cùng với những chính sách hỗ trợ từ trung ương đến địa phương thì các doanh nghiệp, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ cũng có rất nhiều các hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho người lao động. Sự đồng hành này mang lại những hiệu ứng rất tích cực và ý nghĩa thưa quý vị. Cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực triển khai những hành động hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp phục hồi như giảm giá điện, nước sạch sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 vẫn nỗ lực chi trả kịp thời lương và các khoản phụ cấp cho người lao động, đóng bảo hiểm xã hội hoặc hỗ trợ bằng quà, tiền mặt cho những lao động đặc biệt khó khăn bị nhiễm COVID-19. Tôi cũng vừa trải qua một thời gian bị COVID nhưng mà công ty cũng chăm lo cho tôi rất đầy đủ, cho tôi được hưởng chế độ nghỉ ngơi ở nhà và vẫn được hưởng chế độ tiền lương đầy đủ. Trong thời gian dịch bệnh, công ty vẫn quyết định thanh toán đầy đủ 100% lương cho nhân viên. Ngoài cái vấn đề hỗ trợ 3 triệu đồng cho một tháng trong năm 2021, thì người lao động nếu mà có cách ly y tế tại nhà do bị nhiễm bệnh hoặc là do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh thì công ty vẫn thanh toán đủ 100% lương. Đồng hành cùng người lao động, Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ cũng nỗ lực triển khai bằng nhiều hoạt động, tặng tiền, quà, tổ chức các chuyến xe công đoàn hỗ trợ lương thực thực phẩm. Đặc biệt, chương trình vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ cho người lao động được các cấp công đoàn triển khai kịp thời. Các chủ nhà trọ hưởng ứng tích cực, giảm từ 20 đến 100% tiền thuê trọ 1 đến 3 tháng. Đã có hơn 21.500 người lao động tại thị xã Phú Mỹ được giảm tiền thuê trọ với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Thấy vui mừng lắm. Tại vì mình làm cũng không được, cũng như hỗ trợ này là tôi cũng rất mừng lắm, bởi vì đỡ ra biết bao nhiêu á, cả triệu bạc đó mà hơn nữa. Tôi cũng nghe theo cái sự kêu gọi đó của nhà nước, của chính phủ thì tôi cũng đã giảm tất cả những cái cơ sở kinh doanh mặt bằng cho thuê lẫn là phòng trọ cho người dân ở đây. Các chính sách an sinh xã hội từ trung ương và địa phương đã và đang triển khai giúp người lao động yên tâm, đồng hành cùng các cấp chính quyền tại thị xã Phú Mỹ đẩy lùi dịch bệnh.